Các em quan sát ví dụ đầu tiên. Đây là đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2016-2017. Cho hai số phức. Số phức đầu tiên Z1 bằng 5 trừ đi 7y và số phức Z2 bằng 2 cộng với 3y. Đề bài yêu cầu là tìm số phức Z bằng Z1 cộng với Z2. Khi đó số phức Z. Đề bài cho 4 đáp án để chúng ta lựa chọn đây. Đáp án A là Z bằng 7 trừ đi 4y. Đáp án B, Z bằng 2 cộng với 5y. Đáp án C là Z bằng trừ 2 cộng 5y. Và đáp án D, Z bằng 3 trừ đi 10y. Em quan sát đề. Xong chưa? Thì đối với ví dụ đầu tiên thì chúng ta thực hiện phép toán cộng hai số phức, đúng chưa? Áp dụng đúng công thức. Và chúng ta có lời giải chi tiết đây. Z bằng ta có này. Z bằng Z1 cộng với Z2. Thầy sẽ đặt Z1 vào 5 trừ đi 7y cộng với Z2 cộng 2 cộng với 3y. Đúng chưa? Phần thực cộng phần thực 5 cộng 2 sẽ là 7. Phần ảo cộng với phần ảo và nhân với đơn vị ảo y. Trừ 7 cộng 3 là trừ 4 và nhân với y. Đúng chưa? Vậy thì chỉ việc áp dụng công thức thôi, chúng ta đã tìm ra được số phức Z bằng 7 trừ đi 4y. Từ đó chúng ta tìm ra được đáp án đúng là đáp án A. Và chúng ta đi chọn đáp án A. Ok chưa? Vậy là câu số 1 của chúng ta đã hoàn thành rồi.